Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là đệ tử của thầy, tức là quy y với Pháp Hòa đó. Con có câu chuyện thật muốn chia sẻ cùng thầy. Cách đây hơn một năm, con bị bệnh bú đầu cần phải phẫu thuật. Ca giải phẫu cần đến 5 tiếng sau, cần đến 5 tiếng. Sau khi giải phẫu xong, con bị hôn mê, chưa tỉnh hẳn lại. Trong lúc hôn mê, con chiêm bao thấy con đang đứng niệm Phật, xung quanh con là mấy là mây à chung quanh con là mây bao phủ và có tiếng suối reo, tiếng chim hót. Sau đó thì con thấy được tượng Phật Bổn Sư Thích Ca, và tượng Phật này lại chuyển thành tượng Phật trở thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong lúc đó con không biết phải đi về đâu, thì con bỗng thấy có một tăng đoàn đi ngang qua, nhưng con lại không thấy được mặt. Và vị tăng cuối cùng xoay mặt lại là thầy. Và thầy kêu con đi theo thầy nhanh lên, kẻo không kịp nữa. Và con liền bước theo thầy, lập tức con tỉnh lại. Và ngày hôm sau, như vậy là con đã hôn mê 24 tiếng rồi. Thầy đã cứu con sống lại, đến bây giờ con đã khỏe lại rồi. Nhưng giấc mơ đó vẫn luôn in rõ trong tâm con. Con xem đó là động lực, như lời thầy nhắc nhở con nguyện tinh tấn tu tập thêm. Con rất biết ơn thầy, con cầu nguyện cho thầy được luôn nhiều sức khỏe. Đệ tử của thầy. Thì thưa đại chúng, đây là một giấc chiêm bao lành. Thì trong cái thời gian mà cái này nó cũng nói lên được là khi chúng ta tu tập, thì sở dĩ vị Phật tử này được như vậy đó, cái đó là cái phước báo, cái phước của vị đó. Và đồng thời á, cái hằng ngày mình tu tập á, mình luôn luôn hướng Phật. Đại chúng nhớ á, lâu nay mình niệm Phật phải không? Thí dụ như niệm lấy miệng mình, dùng miệng mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình kêu vậy là niệm Phật đó. Nhưng mà mình nhớ rằng á, ngoài niệm Phật mình còn chín cái niệm khác nữa, chứ không phải chỉ niệm Phật không. Niệm Phật là một thôi. Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm gì nữa, niệm Hưu Tức, niệm Sổ Tức, niệm Vô Thường, niệm Chết. Đó là 10 niệm. Tại sao gọi là 10 niệm? Ví dụ có những lúc chúng ta cần niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm làm sao? Có những lúc chúng ta cần phải đọc một lời kinh để chúng ta nhắc nhở mình, để chúng ta nhắc nhở mình. Ví dụ như ở trong cái bài 10 điều mà Đức Phật Thầy Tây An dạy đó, trong đó có một câu: lòng trung kiên muôn thuở còn nêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan. Việc chi còn ở trần gian, là còn huyễn hoặc chớ mang vào lòng. Nếu mình thuộc được câu đó đó, thì khi mà khổ lụy hay là ai làm khổ mình đến, mình niệm Pháp niệm câu đó liền. Việc chi còn ở trần gian, là còn huyễn hoặc chớ mang vào lòng. Có phải huyễn hoặc không? Đấy, mình ngồi đây cũng huyễn hoặc hết. Ngày hôm qua tới đây còn hớn hở, sáng nay cũng còn hớn hở, chiều nay ngồi hơi hết thở. Bởi vì sao? Bắt đầu đuối rồi. Bây giờ là chỉ trông là được đi về ngủ thôi. Không, huyễn hoặc. Cho nên rồi mình đến đây mấy mươi năm, mình đến đây mấy mươi năm, cõi đời này là cõi tạm, thân mình là thân tạm, thì cuộc sống này cũng là sống tạm. Cái gì chúng ta làm cũng tạm hết á. Nè, cắm bình hoa nè, đẹp không? Đẹp, tạm thôi. Cái thân này cũng tạm thôi, mấy mươi năm thôi. Bây giờ lâu lâu trở về lại đây là thấy một số quý bác là bắt đầu có tuổi rồi, tóc bạc hơn ngày xưa rồi. Đó, thành đó là sự thật. Cho nên mình niệm cái đó gọi là niệm Pháp, niệm cái lời Phật dạy,
niệm những cái câu, niệm những cái gì mà giúp chúng ta vượt qua được cái khổ trong lúc đó. Có nhiều khi mình không có làm xấu, mình không có làm sai, mà người ta nghi mình làm sai, thôi thì sao? Hạ mình nhận lỗi, mặc dù rằng không, không có lỗi gì hết á, nhưng mà thôi hạ mình nhận lỗi. Để chi? Để cho mọi việc nó xong. Hoặc là có nhiều khi mình niệm một câu, mình niệm một cái câu pháp đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất dài với người lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sanh tử sẽ rất dài với kiếp con người. Phải không? Đêm dài với người mất ngủ, bữa nào mình mất ngủ mình thấy đêm nó dài lắm. Đường rất dài với người lữ hành mỏi mệt. Nếu mà chiều nay mà quý vị mà ra xe đi về là quý vị thấy đường dài lắm, tại mình quá mệt rồi. Mỏi mệt trông cho về sớm. Đường rất dài với lữ hành người mỏi mệt. Nhưng mà cái đường sanh tử luân hồi này nó cũng dài lê thê với một với con người của chúng ta. Đó, mình niệm như vậy là niệm pháp. Hay là thậm chí nó mình nghĩ trong bụng á, người này mắng tôi, chửi tôi, hãm hại tôi, mình luôn luôn nghĩ như vậy thì lúc nào mình cũng có khoảng cách với người đó hết. Mà trong kinh gọi là gì? Mình luôn luôn nói là nó mắng tôi, đánh tôi, nó hại tôi, ghét tôi, ai nuôi hiềm hận ấy, hận thù sẽ không lui. Nếu mình nuôi cái đó, Phong Hòa ví dụ giờ quý cô cứ nghĩ Phong Hòa không thích quý cô, mỗi lần gặp cho quý cô né. Mà thật sự ra mình đâu có chắc là cái người đó có ghét mình không. Tự mình nuôi trong lòng mình một cái ý nghĩ như vậy, để rồi mình giữ khoảng cách, mình không tới được với người đó. Cho nên mình niệm pháp đó là niệm lời dạy của Phật. Ngoài cái câu niệm Phật, có đôi lúc câu niệm Phật nó không có tác dụng, mà lúc này cần niệm pháp, niệm một câu lời Phật dạy để giúp cho mình vượt khổ. Ví dụ mình niệm câu trong Bát Nhã Tâm Kinh rồi: sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tất cả các pháp này đều là không, không này là sắc, sắc này là không. Đấy, quý vị thấy không? Hoa đẹp không? Đấy, sắc đấy. Nhưng mà cái hoa này á, nó vốn làm từ những cái không phải là hoa, như là đất, nước, lửa, mây, mưa gì đó. Đấy, thành nữa nó đẹp vậy nè, nhưng đó là sắc đó. Nhưng mà chính cái sắc này nó là không, bởi vì chút xíu nữa nó héo. Hay là mình bẻ nó ra từng cánh thì nó không còn là một cái hoa đẹp nữa. Thì ngay cái sắc này mình vẫn thấy nó là không. Bản thân mình cũng vậy thôi. Mình ngồi đây vậy đó. Ngày hôm qua có một cô Phật tử mới hỏi cái vấn đề chôn thiêu đó. Thì Phật Hòa có thưa là cuộc sống này, con người mình sống mấy mươi năm, khi mình chết đi rồi thì mình phải tìm một cách nào để mình giải quyết. Chôn hay là thiêu tùy ý mình. Mình đã không dính mắc vào cái xác thân này thì ai muốn làm gì cũng được hết. Chôn cũng được, thiêu cũng được. Người xưa quan niệm là sống cái nhà thác cái mồ, cho nên buộc lòng phải xây mộ, phải không? Nhưng mà cũng có người quan niệm khác. Quan niệm sao? Thân cát bụi, trả về cho cát bụi. Cho nên cái bài mà người ơi xin người nhớ cho, thân này chỉ là cát bụi, trả về cát bụi, xin người nhớ cho. Thì nhớ như vậy gọi là niệm pháp. Ngoài ra mình còn niệm tăng. Những vị tăng nào mà có đạo hạnh thì chúng ta nên thường nhớ nghĩ đến vị đó, để chỉ để học cái hạnh của vị đó. Có những vị tăng có cái hạnh nhẫn, có những vị tăng có cái hạnh lợi tha, thì mình nên nhớ những cái hạnh đó. Rồi niệm gì nữa? Niệm thí. Niệm thí là cho đó, bố thí cho người ta đó. Mình thấy rằng á, mình cho người ta vui dữ lắm. Rồi niệm giới là gì? Mình giữ giới, luôn luôn nhớ những cái giới mình giữ. Thí dụ như Phật tử thọ năm giới, cần phải nhớ giới không? Cần không? Cần. Không nhớ giới thì sao giữ? Cho nên dụ mình thọ giới phải giữ giới, nhớ giới, thì cái đó là niệm giới. Thấy không? Thành mình có 10 niệm là ngoài niệm Phật. Cho nên vị Phật tử này phước báo còn, và thường ngày có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, vân vân. Cho nên khi mình bệnh, mình được nhiều cái điềm lành nó đến với mình, để giúp cho mình tăng trưởng được cái sức khỏe và niềm tin của mình.
Xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con về câu dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Quý vị nhớ câu này ở đâu không? Ở đâu? Kinh gì? Kinh Pháp Hoa đó. Đây là bài kệ tán thán Kinh Pháp Hoa. Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuận, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Bây giờ nữa, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Vậy thì có người thắc mắc, nếu như vậy mình tạo tội hơn cái núi, mà không lẽ chỉ cần tụng vài ba hàng này mà tội hết sao? Phải không? Thì ở đây là nói tới cái lý. Trước hết nói tới Pháp Hoa. Ở trong này nè, diệu pháp. Diệu pháp là gì? Là cái pháp vi diệu. Mà cái pháp đó chính là khi chúng ta trở về được với Phật tâm, Phật tánh của mình, mà được kinh đó, lấy cái liên hoa, lấy cái hoa sen làm biểu tượng. Tại vì hoa sen là một loài hoa vượt khỏi bụng, mà nếu mình không bị vướng bụng thì mới gọi là hoa sen. Cũng như thế, nếu chúng ta vượt khỏi các cái dính mắc bụi bặm của cuộc đời này thì chúng ta là hoa sen. Mà nếu chúng ta có tạo tội hơn núi cả, nghiệp chúng ta vẫn trả, nhưng bây giờ không khổ lụy. Mà ví dụ như bây giờ, hồi trước kia mình làm lỗi, ngay bây giờ mình hiểu, mình chấm dứt, thì nghiệp mình dứt ngang đó, mình không tiếp tục tạo nữa, phải không? Thì người ta là dứt nghiệp, nghĩa là dứt cái phần tạo nghiệp. Nhưng mà cái quả mà chúng ta phải trả những gì chúng ta làm vẫn còn. Nhưng mà một khi chúng ta đã hiểu được pháp rồi, thấy được đường đi rồi, thì chúng ta dừng ngang đó. Mà dừng ngang đó thì hết tạo nghiệp. Phong và ví dụ nãy mình chửi cái người kia quá trời, do mình hiểu lầm, tự nhiên có một ai đấy lại nói nhỏ với mình nghe, cái mình đâu có chửi nữa, tại vì mình ốc dột rồi, mình hổ thẹn rồi, mình đã bị lố lời rồi, cho nên mình ngưng ngay đó, không nói nữa. Thì ngay đó là mình chỉ cần bắt đầu từ giờ phút đó, mình đem hết tâm thành của mình đến để mình tu tập, và là chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Còn núi cả tội lỗi đi nữa, bây giờ vẫn trả, nhưng mà trả trong bình an, không có khổ, tại vì mình thấy được nhân quả. Trước kia thì mình không thấy nhân quả thì mình trách, mình nghĩ là người đó hại tôi, người kia muốn thế này thế kia. Nhưng mà thật sự ra tất cả đều từ ở nơi mình. Một khi tâm mình đã quyết dứt thì ngay đó mình dừng. Phải vào ví dụ như quý vị thấy cái miếng đất hoang mà chùa Tây Trúc mới mua đó, thấy không? Thì khi mà mình phát tâm lành ở miếng đất đó rồi đó, thì miếng đất đó từ từ nó sẽ trở thành, từ một miếng đất hoang trở thành một thánh địa. Phải vậy không? Đó, nếu mà mình phát tâm ngay chỗ đó, ngay cái chỗ đất hoang đó mình phát tâm, thì mình sẽ, người nào phát tâm muốn làm chùa thì mỗi người dẹp cái cỏ đó, búng cái cây gai, dẹp cái cỏ khô, là hốt đi miếng rác. Từ từ thì cái miếng đất mà khô cằn đó, rác rưới đó sẽ trở thành một thánh địa. Thì như vậy rõ ràng chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng, dầu cho tạo tội hơn núi cả. Xưa nay lấy thân này làm tội thì bây giờ lấy thân này làm phước. Xưa nay cái miệng này mình làm tội thì bây giờ cái miệng này mình làm phước. Phải hay không? Cho nên làm phước ở đâu? Cũng nơi thân tâm này. Mà tạo tội ở đâu? Cũng nơi thân tâm này. Chứ không có đâu hết á. Cái miệng này á, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nói tốt cho ai, chưa bao giờ nói lành thiện. Bây giờ phát tâm rồi thì cái miệng này phải nói điều thiện, chứ không thể nói khác hơn được. À, cái ý nó là như vậy. Mà một khi mà mình từ ở bùn mà vượt bùn là hoa sen. Cho nên Kinh Pháp Hoa đó, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là lấy cái biểu tượng của hoa sen làm cái pháp ví dụ vi diệu. Đặc biệt không? Từ bùn mà có sen. À, trong bùn có bùn mà cũng có sen. Quý vị nhớ câu đó không? Có bùn mà cũng có sen. Thì nếu mà không có bùn thì làm gì có sen?
thì không có, chưa từng gặp khổ đau thì làm gì nhận ra được hạnh phúc. Cho nên thưa đại chúng, mình làm cái chùa Tây Trúc ở đây gian nan dữ lắm, mà tiền không có, nhân sự không có, rồi gì nữa, gì nhân lực không có, tài lực không có, mà gặp đủ thứ rắc rối bơ hết. Bởi vì mình mua cái nhà thờ, mà nhà thờ này là nhà thờ gì, nhà thờ lịch sử 80 mấy năm lịch sử rồi, bây giờ họ không cho mình khuất trương cái nhà thờ đó, phải giữ nguyên cái trạng dạng đó. Nhưng mà nếu không có gian khó này thì mai mốt đây mà thành tựu cái ngôi chùa, mình không thấy có gì đặc biệt hết. Từ cái chỗ gian khó mà mình lần lượt mình vượt khó, chừng đó mình mới thấy sao, quả thật là diệu pháp. Quý vị thấy bỏ cuộc dễ lắm, thôi mệt mỏi quá, tôi làm mà chẳng thấy ai khen mà chê không, bỏ cuộc liền. Không? Thôi bây giờ mệt mỏi quá, tôi làm tôi thấy phiêu quá, không biết mai mốt đây tới đâu, thôi bỏ cuộc liền. Cho nên chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng là vậy đó. Chỉ cần một cơn vượt qua thì chính ngay đó là diệu pháp của mình. Cái ý nó là vậy đó. Cho nên từ ở nơi bùn nhơ mà chúng ta vượt được, từ những cái khổ lụy mà chúng ta vươn lên, từ những cái thất bại mà chúng ta thành công, từ những cái hoang mà chúng ta thành ra cái màu mỡ. Quý vị thấy Tây Thiên không? Tu viện Tây Thiên, ai mà tới đó vào những năm mới mua thì sẽ thấy, từ một cái chuồng bò mà chúng ta sửa thành một cái thiền đường, một cái nơi để mà tu, rồi ở đó được 5 năm. Khi mà đại chúng đông đảo lên rồi thì bắt đầu mới xây căn tiệm. Mà xây tới đâu thì cực tới đó, xây tới đâu thì cực tới đó. Nhưng mà nếu không làm thì chúng ta không có gì hết. Cho nên đừng có sợ nhọc, không? Chỉ cần nhọc đôi ba dòng thôi mà chúng ta có được cái vi diệu pháp. Đó là cái ý của cái bài kệ tán thán Kinh Pháp Hoa. Rồi câu hỏi kế: kính xin thầy Quang Hỷ giải thích cho chúng con câu hỏi này. Trong pháp môn Tịnh Độ, Hòa Thượng Trí Tịnh nói là đi đứng nằm ngồi chúng ta đều phải niệm Phật. Nếu mà niệm Phật như vậy thì làm sao mình ngủ? Đúng rồi, Hòa Thượng nói là đi đứng nằm đều niệm Phật, chứ Hòa Thượng đâu có nói ngủ niệm Phật đâu, phải không? Nằm thôi mà. Thưa đại chúng, Hòa Thượng có nói cái chỗ này nè: tôi chưa phải là người niệm Phật tới chỗ nhất tâm, nhưng mà tôi có thể niệm Phật tương tục. Là sao? Ví dụ đang nói chuyện nè, đang nói nè, ngưng niệm Phật. Mình đang nói chuyện mà sao niệm Phật? Nhưng mà dứt câu chuyện rồi thì bắt đầu niệm Phật trở lại. Quý hiểu ý không? Vậy thì mình ngủ cũng vậy, leo lên giường đâu có ai mà vừa nằm xuống khò liền đâu, ít nhất phải 5 phút sau. Thì trong khoảng 5 phút mà chưa ngủ thì mình niệm Phật, đến khi nào mình ngủ rồi thì thôi. Nhưng mà không chừng trong khi mình nhờ 5 phút mình niệm như vậy đó, mà không chừng trong dứt chim bao, lỡ mình có thấy tầm bậy á, mình vẫn niệm, mình vẫn niệm Phật. Tại vì trước khi ngủ tâm mình niệm Phật, miệng mình niệm Phật. Đó, thì quý vị nhớ là nhất tâm bất loạn thì khó. Nhất tâm bất loạn là niệm tới cái chỗ là một tâm, dù nói chuyện vẫn là niệm Phật, khó quá, làm chưa được. Nhưng mà ít nhất khi mình dừng câu chuyện niệm Phật, ví dụ đang ngồi niệm Phật, đang đứng nấu ăn niệm Phật, có một cái điện thoại reo bắt phone, thì khi mình bắt phone lên, alo, ngay cái giây phút alo là mình ngưng niệm Phật đó, để mình chú tâm vô câu chuyện mình nói. Dạ rồi, cảm ơn chị nha, lát gặp lại, cúp cái phone. Thì ngay cái chỗ mình cúp phone tiếp tục niệm Phật. Quý vị hiểu ý không? Cho nên niệm Phật liên tục là như vậy. Còn khi nào mình cần làm cái gì thì mình dừng lại để mình chú tâm vô cái đó. Mà chú tâm vô như vậy mà nhờ cái năng lực trong khi niệm Phật nãy giờ đó, nó trở thành ra một cái năng lượng lành thiện, giúp cho chúng ta tiếp tục làm công việc đó bằng tất cả tâm của mình. Ví dụ như mình làm một cái việc gì đó,
mà mình tỉnh, mình tỉnh trong khi mình làm thì tự nhiên mình làm một cách gọn gàng, thành tựu tốt hơn. Cho nên mình đang giúp đỡ cho ai, đang nói việc gì đó mà nhờ nãy giờ niệm Phật, cho nên tâm mình nó tịnh theo niệm Phật nãy giờ rồi, cho nên ít có sân, ít có nổi nóng, ít có bực bội trong khi câu chuyện tiếp nó tới với mình, bởi vì nãy giờ câu niệm Phật nuôi dưỡng mình. Đó, đó là cái cách tu niệm Phật của Hòa Thượng Trí Tịnh. Ngài xác định, Ngài nói rõ với chúng ta là dứt câu chuyện thì trở về niệm Phật. Được như vậy cũng đã quý rồi đó. Chứ còn cái chuyện mình nhất tâm bất loạn thì chưa không, bởi vì mình hết nghĩ này tới nghĩ kia mà. Nãy giờ ngồi đây chứ tâm đâu có nhất đâu. Nếu mà có nhất thì nhất gì? À, nhắm mắt lại để mình trở về với cái nhất đó của mình. Câu hỏi kế: con xin hỏi thầy, mình không ăn thịt, không ăn cá, vậy mình có đầy đủ sức khỏe không? Giờ nhìn quý thầy là biết liền. Nhìn quý thầy, quý sư cô thì biết liền. Vị nào phần lớn có ăn chay từ nhỏ tới lớn đó, như ni sư trụ trì cho Pháp Hoa ăn từ nhỏ nè. Đó, có phước sức đâu mà tiếng còn lớn hơn mình nữa. À, sức còn dẻo dai hơn quý vị nữa. À, quý vị mà ni sư phải thức dậy từ hồi 3-4 giờ sáng hôm nay đó, rồi đi xuống đây là bận rộn suốt cả tới bây giờ đó. Còn mình là tối được về nhà ngủ sớm ha, rồi sáng ăn sáng lên đây chỉ ngồi vòng vòng chơi thôi đó, mà giờ còn nhắm mắt thiền định. Mí mắt chân trời mỏi rồi. Không có mất sức đâu nếu mình ăn đúng. Thật sự ăn chay không mất sức nếu mình ăn đúng phương pháp. Ăn đúng đây là gì? Nghĩa là chúng ta luôn luôn, đại chúng cứ nhớ cái giới thứ năm Phật dạy rõ lắm. Mình phải lựa những thức ăn nào phù hợp với thân, mình phải lựa những thức ăn nào phù hợp với tâm. Bởi vì thân tâm cần được nuôi dưỡng bởi hai loại thức ăn. Cho nên người Việt của mình ăn cơm á, âm dương hài hòa. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nào mình ăn một món đồ chiên, ví dụ mình lấy nấm, lấy bông cải trắng mình lăn bột chiên đi, thường thường mình lót ở đâu? Lót ở trên gì? Salad. Salad son, cà chua mình lót lên, bởi vì sao? Vì mình quan niệm rằng cái món đó là món chiên, ăn có rau vô thì nó mát. Mình nấu canh cải bẹ xanh, nhớ để gừng, tại vì canh cải bẹ xanh nó mát, nó hàn, phải có gừng vô để nó giữ điều lại cái âm tính của cái nồi canh đó. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Cho nên không có mất sức nếu mà mình ăn đúng cách. Và mình nhìn vô các vị xuất gia, các vị nào phần lớn cũng ăn chay từ nhỏ tới lớn. À, các vị đi xuất gia mà từ nhỏ là ăn chay từ nhỏ, chứ có ngày nào ăn thịt cá đâu. À, rồi bây giờ mới hỏi nè, có những người người ta ăn thịt suốt cuộc đời của họ, họ có bệnh không? Không bệnh như thường. Mà thậm chí nhiều khi sức khỏe họ còn yếu hơn người ăn chay nữa. Rồi bây giờ bằng chứng mà rõ ràng nhất là quý vị nhìn con bé Trung Huyền, con của Quảng Tánh đó, gọi là nó ăn chay từ trong bụng mẹ đó, mà nó sanh ra nó còn khỏe mạnh, nó tròn trịa hơn chị em nó nữa. Thành thử ra mình thấy rõ ràng ăn chay không mất sức. Mà các đứa nhỏ con của chị bây giờ vẫn ăn chay trường. Mà bạn nó hỏi chứ tại sao mày ăn rau? Nó nói mày ăn con gà, mày cắt cổ con gà rồi con gà nó không mọc cái cổ lại. Còn cái cọng rau mày cắt ngang, cái cọng rau mình ăn, cái cọng rau nó mọc lại. Trả lời vậy đó. Hay không? Mình người lớn nghĩ còn chưa ra nữa. Đó. Nên nó nghĩ mình ăn cọng rau, mình cắt cọng rau rồi cọng rau mọc lại khác mình ăn. Còn con gà mình cắt cái cổ nó rồi thì nó chết, nó không mọc lại cái cổ. Cho nên tổn hại cái tình thương mình không ăn. Đó. Cho nên ăn chay không mất sức. Như là Pháp Hòa đây là phải nhịn bớt. Kính thưa thầy, mẹ con mất năm 2002. Mấy hôm trước con mơ thấy mẹ về bảo anh chị con đốt vàng mã cho mẹ. Vậy là mẹ con chưa siêu thoát hay sao? Thật ra thì cái người âm á, người ta không phải là người ta cần cái đó,
Nhưng mà theo cái đời sống quen của họ rồi, không có không được. Pháp Hòa ví dụ nè, mình đi đâu á phải có tiền trong túi, mặc dù không có xài, nhưng mà ra khỏi cửa là phải có vài chục, mà nói theo tiếng Việt là gì, dằn túi. Không có tự nhiên mình thấy nó giống như mình sợ sợ lo gì vậy đó, phải vậy không? Thì cái người mất cũng vậy. Khi họ ở trong cái cõi âm mà họ chưa nhận chứng được cái sự gọi là huyễn hoặc của ta bà của đời này á, thì họ nghĩ phải có mặc cái này, phải có xài cái kia, chứ thật sự chẳng xài gì hết. Có nhiều vị ta nói đó, ma mà mua đồ ăn khuya mình đi bán, gặp người đó ra mua thức ăn, mua xong đưa tiền cho mình đàng hoàng, tới sáng ra tỉnh dậy mở ra thấy toàn là lá cây không. Đó là gì? Đó là tại cái tâm thức, cái thần thức của họ nhận là như vậy. Cho nên nếu mình để an lòng thì mình cứ tụng kinh, mình siêu độ cho họ. Khi họ hiểu tận nguồn rồi thì họ không còn dính mắc cái việc đó nữa, họ đòi hỏi cái gì nữa. Còn đó là mình nói ở cái mặt nếu người đó có về, chưa nói đến việc là tâm hồn, tâm của mình thường ngày nhớ nghĩ đến cha mẹ, lo sợ cha mẹ thiếu thốn, cho nên nó lâu ngày nó trở thành một cái chủng tử trong cái tàng thức của mình. Tối ngủ dậy cái mình phóng ra, mình nghĩ là người thân mình cần cái này, cần cái nọ vậy đó. Thôi mình một câu hỏi nữa rồi mình nghỉ. Hôm nay con có duyên lành được gặp thầy, con cảm ơn thầy. Con xin hỏi thầy làm ơn trả lời cho con. Thầy ơi, con biết con thì phước mỏng nghiệp dày nên hiện tại cuộc sống con khổ. Chồng và hai con trai con nếu theo bạn bè không tốt. Con cầu nguyện chư Phật gia hộ cho nó từ bỏ những tật xấu, nhưng nó không nghe con. Bây giờ con phải làm sao? Xin thầy hướng dẫn. Nó không nghe mình là thầy biết làm sao. Thưa đại chúng, như hôm trước Pháp Hòa có nói trong kinh đó, Phật có dạy mình đó, con có ba loại. Quý vị nhớ không? Trong kinh nói Phật dạy rằng có ba loại con. Nếu như mình sanh con ra, mình nói đâu nó nghe đó, mình khuyên nó, mình dạy nó nghe lời mình, con đó gọi là con tùy sanh. Tùy sanh nghĩa là những đứa con nó sống nó theo cái ý muốn của mình. Có những đứa con mình dạy nó đủ thứ hết, nhưng mà nó hoàn toàn nó không làm những gì mình nói hết, mà nó chống bán lại mình, và nó sống rất là dở, dù một chút nghĩa là hay cũng không có. Đứa con đó gọi là con liệt sanh. Liệt sanh là gì? Nghĩa là dở, đứa con bại liệt, tức là cái tinh thần, ý chí, cuộc sống của nó không có lành mạnh, gọi là con liệt sanh. Nhưng mà có những đứa con mình không dạy nó nhiều, và thậm chí nó làm còn hơn những gì mình nói, nó giỏi hơn những gì mình muốn. Con đó gọi là con ưu sanh. Ưu là gì? Là ưu việt, là ưu tú, là vượt hơn tất cả cái bình thường. Vậy thì bây giờ mình nghiệm lại coi, con trong nhà mình nó thuộc dạng nào? Nó thuộc dạng tùy sanh, liệt sanh hay ưu sanh? Nếu mà là ưu sanh, đó là phước của mình, mà là duyên phước của đứa nhỏ đó. Nói khác hơn, nói khác là nó mượn mình nó đi ra để nó làm một cái gì đó lợi ích cho đời, cho người. Chứ còn bản thân mình không có dạy nó bao nhiêu hết á. Nhưng mà mình nó có những cái suy nghĩ, nó có những cái sống mà mình đặc biệt mình phải phục. Cái đứa con đó hiếm lắm, mà phải nói là mình phước lắm mình mới có được một đứa con đó. Mà đứa con đó chủng tử thiện lành dữ lắm đó, nó mới chọn mình làm mẹ nó. Giống như Đức Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, khi Ngài còn là Bồ Tát Hộ Minh ở trời Đâu Xuất đó, thì Ngài phải chọn coi ai làm cha mẹ của mình. Cuối cùng Ngài mới chọn Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Bởi vì hai người này là hai người, một vị vua nhân đức. Cho nên trong kinh nói đó,
một vị Bồ Tát sắp sửa hạ trần để mà độ sanh đó, thì các vị phải làm những công việc như là quán sát coi gia đình nào là cha mẹ của mình, quốc độ nào là quốc độ mà mình sẽ sanh về, và thời điểm nào là thời điểm để mình có mặt. Cũng giống như bây giờ mình sắp tổ chức lễ đi, mình phải lựa coi ai có khả năng nói tiếng Anh đi giao tiếp để mình giao phó công việc này. Rồi người đó phải đi làm gì, rồi phải tìm một cái ho nào mà cho nó đúng với cái môi trường mình muốn, vân vân. Thì cũng như thế, một người muốn xuống đời này phải chọn lựa, thì mình phải có phước lắm mình mới nhận được một đứa con ưu sanh. Còn nếu mà trung bình, giữa mình với nó có cái tác nghiệp qua lại, có làm ăn á, nó nói giờ bà cho tôi ra, tôi ráng tôi đi cày tôi nuôi. Tùy sanh là gì? Đó là giữa cái phước giữa mình giữa nó, cái tác nghiệp giữa mình với nó trong quá khứ ngang chừng đó. Còn nếu như á, mà mình quỵt nợ của nó, mình mượn nợ của nó nhiều, thì đời này nó là ưu liệt sanh. Liệt sanh là nó đòi mình. Có những đứa con, quý vị thấy có những gia đình đó, 5 người con mà đòi hết 4 rồi, chả con đứa à. Chỉ có một đứa nó biết thương cha, thương mẹ, nó chăm sóc mình thôi. Còn những đứa kia nó không hề thương tiếc. Ví dụ đi làm về hay nó đi chơi về khuya, nó thấy mẹ ngồi khóc, nếu mà nó động lòng, nó lại nó xin lỗi, nó ôm mẹ, con xin lỗi, con đi chơi về khuya làm mẹ chờ. Đó là cái đứa con nó còn chút suy nghĩ. Xong đi ngủ đi, ngồi đây làm gì? Trời ơi, mình nghe đó cái nước mắt nãy giờ trào mà bây giờ máu nó muốn trào nữa. Xong rồi giờ nuốt vô lại, nuốt vô lại làm gì biết không? Ôm gói ôm đi ngủ. Thì quý vị phải nhớ là Phật dạy con có 3 loại: liệt sanh, ưu sanh, tùy sanh. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, mình sanh đứa con nó ra, không một cha mẹ nào muốn con mình hư hết á, nhưng mà tại sao nó theo cái môi trường đó, phải không? Nó theo môi trường đó, nó đi theo con đường đó, mình đoán được. Bây giờ mình biết rằng mình không đủ phước đức, mình cũng không đủ lực để mình chuyển hóa đó đâu. Mình chỉ làm một việc thôi, tu thôi, sám hối tu thôi. Đây là nghiệp của mình nè. Thì bây giờ muốn nó trở về với mình một chút xíu nào, phải tu tập sám hối để cho cái nghiệp nó giảm. Mà nghiệp nó giảm thì nó nghe lời mình chút. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói này là quý vị, quý cô, quý chú biết liền à. Quý vị có cái iPhone đó, đụng đâu chụp đó nè, đụng đâu chụp đó, đụng đâu chụp đó. Tới hồi cần chụp một tấm hình, rất muốn chụp, bấm lên đầy memory, chụp không được. Bây giờ muốn được 1-2 tấm hình đó, phải vô lại cái file, delete bớt 1-2 tấm hình không cần thiết, chỉ cần chừng 5-10 tấm hình bớt thôi là sẽ chụp được 5-10 tấm hình kế tiếp. Thì cũng như thế thôi, nghiệp bớt một phần thì nó thu được một phần. Còn nếu mà bữa nào mà rảnh mà ngồi delete hết những cái hình mà mình không cần, thì mình sẽ có một cái space rất là lớn, một cái khoảng rất lớn để mình chứa thêm những cái hình nữa. Bảo Hòa ví dụ vậy dễ tu không? Nó cũng vậy thôi. Bây giờ mỗi ngày mình sám hối một chút, sám hối một chút, mà sám hối rồi cái tâm mình nó thuần, cái nghiệp mình nó giảm, rồi tự nhiên giờ mình nói con ơi, con ăn, má nấu cho con ăn, thì nó sẽ xoay qua nó nói dạ con đói bụng, má nấu cho con đi. Khi nào tao ăn tao nói, hỏi hoài à. Trước kia nó sẽ đờ đó, trước kia nó dện mình câu đó đó, trước kia nó dện mình câu đó đó, mà bây giờ nhờ mình sám hối riết giờ nó không nói câu nữa, nó nói dạng lát con ăn con nhờ má. Nghe câu mát ruột không? Nghe câu đó mát ruột rồi. Chứ hồi trước kia kêu nó ăn là nó xây qua, nó nói hỏi hoài à, khi nào ta ăn ta nói. Mà quý vị thấy nhiều khi trên đời mình gặp những cái trường hợp vậy đó, mình hỏi người ta rất là đàng hoàng mà người ta xây qua ta trả lời một câu như là nước tạt. Đó là cái nghiệp của mình. Mà tại sao mình lo hết cho nó mà nó không động lòng? Bởi vì sao? Bởi vì nó không thấy mình lo gì cả. Chẳng qua là bà nợ tôi thì bây giờ bà trả tôi lấy, cái ơn nghĩa gì tôi cảm ơn. Nó vậy thôi. Tại sao có những đứa con nó hiếu thảo, nó lo cho mẹ từng chút, mà có những đứa con nó không? Thành thử ra mình phải biết rằng cái đó là cái phước mỏng nghiệp dày của mình. Mà cuộc đời này là quý vị thấy á,
Đức Phật nói á, khổ bất khả ngôn. Khổ bất khả ngôn nghĩa là gì? Khổ không nói hết. Khổ không nói hết. Ăn no quá cũng khổ, đói bụng cũng khổ, đẹp quá cũng khổ, xấu quá cũng khổ, lùn cũng khổ, cao cũng khổ, cỡ nào cũng khổ hết á. Cho nên khổ không nói hết. Mà thật sự á, đâu phải hồi mình mới qua đó, hồi mình mới đặt chân tới Canada nè, khổ quá không biết tiếng Anh, đi làm ít lương mà bên Việt Nam gửi thơ thăm liên tiếp. Mà hồi xưa mà thấy gì, cái thời mình mới qua mà gặp cái bao thơ mà cái viền đỏ đỏ xanh xanh là rầu lắm. Nó chỉ một hai câu nó hỏi thăm thôi, bắt đầu ở dưới này nó list một cái sớ táo quân. Mà bây giờ thì bớt rồi, đỡ rồi, phải không? Nhưng mà mình hết qua cái khổ mà của cơm áo gạo tiền rồi, bây giờ khổ tới gì? Khổ tới con mình bắt đầu nó lớn. Hồi nhỏ đó mình chỉ lo cho nó cơm ăn áo mặc thôi, mình không phải bận tâm chuyện bạn bè giao tiếp của nó. Cho nên mỗi một cái thời điểm chúng ta có một cái khổ chúng ta phải đối đầu. Rồi mình còn khỏe đi làm cực nhưng mà không bệnh, nằm đâu ngủ đó, ăn chi cũng ngon. Vậy mà bây giờ đến lúc yên ổn thì bắt đầu đổ bệnh. Đổ bệnh thì bây giờ hết khổ vì người thân thì mới khổ bản thân. Nay nó đau mai nó nhức đó. Nhìn cà pháo người ta ăn nghe giòn rụm. Mình nhìn cà pháo chỉ biết thèm, ăn vô thì sợ nhức, mà nhai thì không được. Thành thử ra có những lúc mình hết khổ với người thân thì bắt đầu khổ với bản thân mình. Cho nên nếu mà nói là tôi phiền phức lắm, cuộc đời này rất là khổ, cái đó mình nói để nhắc nhở thôi, chứ vốn dĩ nó đã vậy rồi. Vốn dĩ đã vậy rồi. Cho nên mình không khổ cái này cũng khổ khác, bởi vì mỗi thời điểm mình không khổ với người xung quanh, khổ với bản thân. Rồi bây giờ có nhiều khi bệnh mình khổ bản thân rồi, còn thêm gì nữa biết không? Ông chồng bệnh, giờ ông cũng bệnh theo. Tôi cũng đau mà ổng còn yếu. Thôi giờ người đau chăm sóc người yếu, bị hai ông bà tuổi gỡ gỡ nhau, phải không? Mà bây giờ bả bệnh thì không lẽ mình khỏe sao? Rồi ngược lại ổng khỏe bệnh không lẽ mình khỏe. Cho nên khổ không nói hết. Để ý có phải không? Đó, lúc mà vợ chồng trẻ cũng khổ tương đồng, mà nổi ghen không cũng mệt nữa. rồi bây giờ già rồi hết ghen rồi, giờ bắt đầu đổ sanh ra cái gì nữa? Sanh ra cái chuyện chăm sóc con, mà chưa nói ha, bắt đầu già sanh tật nữa. Hồi trẻ ăn gì cũng được, mà giờ nấu cứng chút la, nấu mềm chút không chịu, nấu mặn chút không chịu, tức là rất là khó chịu. Ôi cha, khổ không nói hết. Khổ bất khả ngôn. Vậy thì trong kinh, trong một cái bài sám đó, không? Đệ tử chúng đẳng hiện thị sanh tử phàm phu luân hồi lục đạo, khổ bất khả ngôn. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu luân hồi sanh tử trong vòng lục đạo này, khổ không nói hết. Kim ngộ tri thức, hôm nay con được nhận ra được các bậc thiện tri thức, kiến văn Phật thừa, thấy và nghe được những pháp màu pháp môn của chư Phật. Cho nên đó, tại sao Đức Phật bài pháp đầu tiên Đức Phật phải nói khổ? Không phải là Đức Phật muốn cho mình chán chê cuộc đời này, mà Đức Phật muốn nói cho mình biết rằng đừng quên một bản chất rất thật của cuộc đời này, đó là khổ. Mình không khổ với người xung quanh cũng sẽ khổ với chính bản thân mình, do già, do bệnh, do chia ly. Hôm rồi Pháp Hòa nói một bài ở bên Mỹ đó, Đức Phật nói một cái bài kinh đó: người đời có bốn thứ rất thích, trẻ, đẹp, là gì nữa? Khỏe, trẻ, đẹp, khỏe mạnh và hội họp. Và người đời có bốn thứ không thích: trẻ có ngày già, lúc nó quên già nhớ trẻ nó vui. Nhưng mà cái lúc mà đấy, bây giờ nhìn lại, trời ơi, bây giờ tôi già tôi hết trẻ cái khổ. Trời ơi, bây giờ tôi xấu tôi hết đẹp khổ. Trời ơi, bây giờ tôi bắt đầu bệnh hết khỏe khổ. Trời ơi, bây giờ người thân tôi bắt đầu ly tán từ từ khổ. Đó là bốn thứ người đời thích, bốn thứ người đời không thích. Còn bậc thánh giả, bậc trí giả thì khác. Bậc trí giả có gì? Có giới, có định, có tuệ, có quán chiếu.
giới định tuệ quán chiếu. Và người có quán chiếu về cái sát na vô thường thì người đó sẽ giảm đi cái khổ. Bây giờ mình thấy nè, hồi con mình nó nhỏ đó, mình mong cho con lớn. Khi nó lớn lên thì nó lại đi theo con đường mà nó chọn, mình khổ. Đừng có nói chi nghe, có nhiều đứa nó nên lắm, nó ngoan lắm, nó học giỏi lắm. Bây giờ chỉ khổ có một cái à, nó lựa con vợ không đúng ý mình. Đó, chứ cũng khổ nữa. Nó nghĩa là mình lúc nào cũng muốn là chiếm cái gì cũng phải ngon hơn á. Ngon hơn á, mà nếu mà gặp mà mình so lại với những người mà ta không được gì hết thì giờ ta rên với ai. Đó, cho nên nhiều khi á mình phải quán thấy đứa con mình cái gì nó cũng được hết. Mà bây giờ cái duyên của nó gặp một cái người mà nó thương, mà người đó lại khổ cái mình không chấm, mà nó chấm. Phong Hòa có một cái cô đó đó, cổ ép đứa con trai cổ cưới vợ mà theo cái ý cổ, mà nó đâu có thương đâu. Quý vị biết cuối tuần đó, cổ biểu nó, con chở vợ con đi chợ đi. Quý vị biết nó nói là sao? Con bận, má chở người má thương đi chợ đi. Nghĩa là nó xác định người vợ này nó không thương, tại vì má ép con phải cưới thì con cưới thôi. Và lúc nào nó cũng nói má, hồi xưa má thương nó, má cưới nó, má cứ chở con cái người thương của má đi chợ đi, tại vì má thương chứ con không có thương. Rồi quý vị thấy không, mình ép nó thì mình vui, nhưng mà khi mà nó làm nghịch ý mình thì mình khổ. Đó là Pháp Hòa nói thêm về ba dạng con mà trong kinh Phật nói, để chúng ta hiểu rõ được thì tự thân chúng ta nhận trước hết, về quán chiếu lại coi mình có con thuộc dạng nào. Nếu mà nó ưu sanh thì thôi phước của mình, nhưng mà đừng tự cao, tự đắc, tự tôn, tự đại, tại vì lâu ngày nó thành tự tử. Vì mình phải biết rằng đó là phước của mình, thì mình cần phải tu tập thêm nữa để cho mình với cái những người con ưu đó, đó được có duyên được gặp nhau nữa. Ví dụ hết đứa này rồi thì có thể mình duyên với đứa khác, do cái nguyện lực của cha mẹ với nhau, với người đó với nhau. Nhưng nếu mà mình tự cao tự đại thì hết cái phước, thì mai mốt hết phước thì mình có thể gặp những cái hoàn cảnh khó hơn. Còn nếu như mình gặp một đứa con nào tùy sanh thì mình biết rằng mình với nó có sự đổi chác, nghĩa là mình nuôi nó, bây giờ nó nuôi lại mình. Còn ngược lại, những đứa con mà mình ít tốn thời gian sức lực của nó, nhưng nó một lòng nó nghe lời mình, hoặc thậm chí đôi lúc mình thấy mình xử cho nó chưa được dễ thương mà nó vẫn một lòng một dạ với mình, thì mình biết đó là đứa con ưu sanh. Còn đứa nào mà mình nói quá trời quá đất mà không được gì hết, mình lấy, mình thấy nó tưởng nó là hoa, mình tưới nó riết, thấy không? Mình tưới nó riết, ai nhờ hoa không bọc mà cỏ lên không à, thấy không? Thì mình biết rằng đó là đứa con liệt sanh. Mà nếu trường hợp gặp đứa con liệt sanh thì phải lo tu tập sám hối. Khi mà phước mình nó lên, bắt đầu nó tăng trưởng, nghiệp mình nó giảm, thì tự nhiên nó có một chút gì đó nó sẽ lợi lạc. Như mình đào giếng, mình đào nước, mặt nước thì chưa thấy nhưng mà hình như nó ngấm ngấm, nước nó hơi ẩm ẩm, thấp thấp, vừa vừa, mình biết là ở đây đúng là cái mạch nước, đào nữa thì sẽ được tăng trưởng. Bây giờ mới thấy chút đó thôi. Thì đó là cái điều cuối mà Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, mà để chúng ta biết rằng chư Phật đến cõi đời này là do nguyện, còn chúng ta có mặt ở đây do gì? Do nghiệp. Nhớ như vậy. Các vị Bồ Tát Phật có mặt ở đời này là do nguyện, còn chúng ta là do nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đơn giản nè. Sáng hôm nay mình đến đây tại vì tâm mình muốn tới để ủng hộ cho đạo tràng, để cùng dự một cái ngày vui của Đức Phật. Đây là nguyện tới mà, cho nên mình không có mệt, không có gì hết á. Nhưng mà những đứa nhỏ mình bắt nó dậy sớm rồi mình lôi nó vô đây ngồi, nó ngồi nó rủ tới rủ lui, nó là gì? Nó là nghiệp. Nó cảm thấy nó không thích tới đây, nhưng mình bị mình lôi nó. Thì cũng như vậy, cái gì mình muốn làm thì tự nhiên cái đó trở thành nguyện của mình. Còn mình không thích làm thì mình cảm thấy như có một cái gì khó khăn lắm đối với mình. Thôi thì hôm nay nhân cái ngày Đức Phật đản sinh, chúng ta tổ chức ở đây
Rồi sau đó quý vị có vài câu hỏi để Pháp Hòa chia sẻ, thì mong đại chúng có nhiều an vui hạnh phúc trong cái mùa Phật đản này. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành trọn một ngày hôm nay cho đạo tràng chùa Tây Trúc. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.